Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Phương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai để quý vị. Đế là đế luôn. Lùng lực bonsai cũng có ha. Đặc biệt là đế, quá xa đế. Chào anh. Dạ chào anh Tấn, chào anh chị cô chú gần xa ha. Hôm nay em có về một số phôi mai đủ dáng ha. To có, nhỏ có, muốn giao lưu cùng anh chị cô chú gần xa ha. Hình thức của em là bao xếp toàn quốc ha. Rồi. Rồi để tiếp tục em lên cây số 1. Đây, mã số đầu clip là số 1 quý vị, chiều cao trước ha. Chiều cao 42. Rồi, 42 cao, cây hoành luôn. Cái hoành em nó là 22. Rồi, 22 hoành, quý vị em nghe kỹ em nói nha. Đây, đế đều, củ nở. Rồi, để đây. Đó. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây anh? Rồi, cái này em giao lưu 600, mã số 1. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tới mã số 2. Số 2. Chiều cao là 55. Giờ đó cái này trước đi. Rồi, nào trước cũng được. Cái gì đó. Rồi, đo ngang chỗ này. 34 nè. 34, dữ vậy ha. Chứ giờ cái này đâu có đo được cái gì. Đó, nó bẻ dính. Bẻ dính luôn rồi, cô chú anh chị. Rồi, đo ngay cái bể đó, nhưng cái gì mình không phải không biết sao nó quanh đây ha. Giờ... Còn cái đó vậy là 34 đó. Đó. Có cái này, cái bể này dính ngay đây luôn. Dính ráo rồi. Để luôn. Để đặt kẹo luôn. Đó. Rồi. Rồi, cái mã số 1 này em giao luôn trừ 1. Hỗ trợ số 2 em giao luôn trừ 1. Rồi, số 2 trừ 1. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp mã số 3. Số 3. Đây, một cây dáng như dính thú rồi nè. Thú ha, có đuôi cụp cụp. Chiều cao là 40. Đấy, hoành luôn. Cái hoành là 26, có dư. Rồi. 26. Sáu giờ dừa xíu. Đó. Nghe. Nhìn như thú ngồi nha. Cập cái đuôi xuống nè. Giao lưu bao nhiêu anh? Cái mã số 3 này em giao lưu 800. Rồi, xe cho em nửa giọng nữa ha. Rồi, 800. Rồi, 56 có 800 mà cô chú anh chị em có biết. Tiếp theo luôn, số 4. Số 4. Cao 38. Rồi, 38 cao. Hoành 28. Rồi, 28. Rồi, xe xe luôn quý vị ngắm nghe dáng ha. Này cổ bẻ ngắn 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 không ha. Wow. Chơi bằng xài là hết ý ha. Đồ đế không biết luôn nè. Đồ đế cũ nè. Quá trời. Cũ đang dữ á. Rồi, xe tiếp luôn. Quá trời, đo thấy nó bự quá. Đo cũ cũ thử. Cũ ha. Ở cỡ nào đây? 50. Cũ này 50 ha. Bự quá dữ người ta. Giao lưu nhiêu anh? Rồi, cây này em giao lưu giá là 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Cũ 50 là đặt kẹo. Rồi, xuống 5 luôn. Chiều cao em nó là 40. Rồi. Ủa, 7. Chắc đúng rồi chứ. 40. 48 lận, 50 mà. Rồi, hoành luôn. Rồi, tính 24 đi. 24 hoành. Rồi, 25. 25 yếu, tính 24. 24 hoành. Rồi. Bệ đế nè. Quá trời, một bệ đế luôn. Để xe đều luôn nha. Đều cân ha. Giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 5 này giao lưu giá 700. Rồi, cây luôn. 6 luôn. Số 6, quá trời. Cao 48. Rồi, 48 cao. Cái hoành luôn. Hoành 28. Rồi, 28 hoành luôn. Hoành bự rồi ha. Quá trời, bệ đế, nó nằm. Ôi lắc nè. Đấy, đế là đế này. Quá trời này. Cụm này bự tổ luôn. Đuôi nè. Đó. Chân cẳng là có đeo hết nè. Rồi, xe bên kia luôn. Đây. Đó, củ nở luôn. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Rồi, mã số 6 này em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Giá quá yêu thương rồi. Rồi, mã số 7 luôn. Mã số 7 chiều cao 73. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành em nó là 22. 22 hoành luôn. Tay cành cũng đều đây ha. Rồi xây cho dòng nữa ha. Vì nó nghe kỹ đi. Đó, rồi để đây ha. Để đây. Đó, cộng nào nó bự không quý vị ơi. À. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá là 700. Rồi, 700. Rồi, xuống cây luôn.
Số mã số 8. 8 ha. Chiều cao là 53. Hoành em nói là 25. Rồi, 25 hoành. Đây. Để luôn đây. Rồi, giao luôn nha anh. Rồi, cái này em giao luôn 700 anh ơi. Rồi, 700 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Rồi, mã số 9. 9, chiều cao là 73. Rồi. Hoành là 26. Rồi, 26 hoành luôn. Đây, để đây. Rồi, mã số 9 này em giao lưu giá 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống 10 luôn. Số 10, chiều cao là 65. Hoành là 23. Rồi, xây xây luôn. 23 hoành rồi quý vị. Tại cành có sẵn để chơi ha. Bung ra cái ok. Để luôn. Cây nào cũ cũng nở. Cũng nở, nó đều. À. Rồi. Rồi, mã số 10 này em giao lưu giá 600. Rồi, 600 à. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây này mã 11. Cây khủng nè. 68. Chiều cao. Rồi, 68 cao, hoành bự nè, chắc 30 mấy ấy. 33 hoành. 33 hoành nha quý vị, hoành bự đây nha. Hoành to. To. 33. Cũ hết hồn không? Đó. Đó. Nghe kỹ nha. Cây sần xù luôn nè. Luôn. Có ghẻ nữa nè, có nu. Mấy cục. Cục lọc ở trên lưng. Nè, mấy cục lọc nè. Một ruồi. Ruồi tài á. Rồi, giao lưu như đây. Đây nè. Cây này em giao lưu giá là 2 triệu anh. Rồi, 2 triệu ha. 33 hoành. 33 hoành. 11. Rồi, xuống cây luôn. Em chán luôn. Rồi, này mà số 12 quý vị. 12, chiều cao là 58. Rồi. 25 hoành. Rồi, hoành 25. Cũng bự bự không ha. Hoành hai mấy không? Để nguyên bệ luôn. Rồi, mã 12 này em giao lưu giá là 800. Rồi, xuống cây luôn. Đây. Rồi. Con thú luôn nè, đuôi nè. Số 13 ha. 13. Chiều cao là 60. Hoành của em nó là 27 yếu 26 nè. Rồi, 26 hoành. Hoành bự bự không có gì. Rít nè. À, quý vị mà có nhã ý chốt hết clip có giá sỉ cho quý vị luôn nha quý vị. Thì clip hôm nay khoảng tầm 25 gấp. 25 phôi ha. Phôi bự bự nè vậy không quý vị. À. Quý vị có nhã ý thì alo giá sỉ cho quý vị nha. Để giá sỉ nha anh em nào muốn xin sửa alo giùm em nha. À, kỹ nha. À, nè, nguyên nha, tiếp lên. Cái đít tròn vo nè, đuôi nè, đuôi nhọn nhọn ở trên luôn. À. Rồi, giao lưu như ra. Cái này em giao lưu giá 1 triệu anh, mã rồi. Số 13. Ok luôn ha. Tiếp tục mã số 14. 14, chi tàn đều nè. Rồi, tay cạnh đều ha. Cao là 90. Rồi, 90 cao. Cái hoành. Hoành em nói là 25. Rồi, 25 thấy có hơn luôn. Tay cạnh đều quý vị. Đó, tay cạnh đều luôn. Cũ nở luôn. Đó, tay cạnh xây tiếp anh. Cây này nè. Cây này cũng bể đít đi ăn thú nè, nó có hai cái mông nè, đuôi nè. Đuôi luôn nè. Nó hai cái mông, hai bể mông nè, này đít nở dữ rồi. Này con gái không phải con trai nha, đít nở quá. Cái này cái máy hả? Cái nái à. Nè, thấy không? Rồi. Hai cái mông thấy sợ không? Rồi. Rồi, cây mã số 4 14 này em giao lưu giá là 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo luôn. Tiếp theo là 15 không? 15, chiều rồi. Cao là 60. Cây này nó siêu siêu bye bye. Trời ơi dữ vậy. Rồi, hoành 100 mấy. Hoành 26. Rồi, 26 hoành. Đó. Chẳng nằm luôn. Rồi.
Đây, để luôn. Để đây. Con mập mập không? Bự ha. Đó. Chịu chứ có luôn. Nói nãy đâu ai hoành chưa ta? 26. 26 hoành. Rồi, giao luôn. Rồi, cây 15 này em giao luôn 800. Rồi, 800 ngàn, 26 hoành. 26 hoành. Đây, một cây này thân nu nu nè. Mã số 16 cái gì đây? Dọc nha. Mã 16. Chiều cao nó là 76. Hoành này cũng to. Hoành bự ạ. 31 yếu tính 30 đi. Rồi, 30 hoành. Cổ đó, ngắn luôn ha. Rồi, cổ ngắn nè. Nguyên cái bệ thân nu rồi ha. Thân nó nù ngẩn ngẩn ha, ngẩn nù đó, giọng cũng đẹp cực kỳ nha. Đó, để cộng nào cũng nấy nè, to đùng không. Ừ. 30 quanh ha, 30 quanh 16 mà em giao lưu triệu 8 anh chị ơi. 8 cái gì quá trời bự, cây bự chẻn rồi. Rồi xuống cây luôn, mã 17 quá trời mày, cây này một đây. Khối đế bệ đế dư dữ ha. 60 chiều cao. Hai mươi bảy đi. Gì? Ờ 27. 27 của anh. Rồi quanh 27, 27 thấy có hơn đó ha. Hơn 7 tính 27 trừ hao đi. Rồi. Nhiều khi chúng anh chị khó tánh. Thà cho dư hơn thiếu. Thiếu nhiều khi xíu cũng dạ. Bị phiền à nha. Rồi 27 có dư tính 27 nha quý vị, còn để đây. Cái nhà lá vườn cho dân chút. Để quá trời cục luôn, khối luôn, cái bệ này, cộng này cũng mấy vậy. Sợ không? Đế lực quá. Rồi, bệ đế. Rồi cái này 17 này em giao luôn triệu rưỡi luôn anh. Rồi, quá trời cây luôn. Bệ đế quá sức cái bệ đế luôn rồi. Mã số 18. Rồi, cao là 55. Rồi, 55 cao. Cái hoành cũng bự nè. Quanh là 18 á, ủa 28 ha. 28 dư á. Ờ 29 yếu rồi tính 58. Rồi. 28 quanh. Tài hành quý vị ngắm nghía kỹ luôn, cái này cũng lưng ngắn hay lưng thỏ không ha? Thỏ luôn, này nuôi mốt thành thú nó mập lên. Đây tay cành cũng đều rang nè. Cành bự ha. Chi cành lực không? Rồi cái lưng nó đây quý vị, những cái lưng để nè, vui nè, có ha. Chộp chống chịu này, gì dáng gì dáng thú ha. Không à? Lưng thỏ không? Rồi, giao lưu bao nhiêu anh? Cây 18 này em giao lưu 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 19 ha. 19, chiều cao nó 79. Rồi. Quanh này cũng bự nè. Cây dữ luôn. Mấy? Thử cây. 28 quanh nè. Rồi, 28 đúng luôn nha, cái gì nè. Đúng 28 nha. 28 luôn, nghe tim luôn. Nghe tim. Tim 28 luôn. Cây này khỏi đúng ngay tim khỏi trừ hao luôn. Rồi, đây chi cành cũng đều rang nha, nó dáng nè cũng đẹp luôn, mấy con nhẹ hàng lên đó, lên to ngóc đầu đó. Cũng nở luôn nè. Đây luôn. Mã 19 này em giao lưu giá 1,4 triệu. Rồi 1,4 triệu. Rồi xuống cây luôn, đây một cây khủng nữa nè. Rồi, này nguyên cái bề đế quá sao cái bề đế này nè. Số 20 nhưng có gì? 20, chiều cao 70. Rồi, cao 70. Quanh nè, đây, hình cho chú gì thấy nè. 31. Đó. Cái bệ này bự luôn. Rồi, đo cái bệ đấy rồi. Bệ này. Dữ vậy nè. 50. Bệ này 50 ha, phần đặt không 50. Phần đặt ra không á. Đây, chia cành nè. Rồi, giọng nè. Xem luôn ha. Đó. Đây. Chân chịu này. Thì bao la này là chịu nhiều là trụ luôn. Nãy mình nói 31 hoành phải không? 31 hoành, tay cành nè. Thân lắc giót đọt nhỏ trên đây ha. Đó. Này ở trên đây đó còn khoảng chừng 20 không? Tới 16, 16 à. Giót 16 cái gì vậy? Chi cành nó lực bằng cái cành này, này 11. Rồi. Chúng đáng cái gì? Cái củ này, cái củ đặc này là 50 ha. Để. Đây. Chi cành nè, cây này quýp mà. Rồi mã 20. Này em giao lưu 2,5 triệu anh. Rồi, 2,5 triệu ha. Đó. Rồi, cây quýp luôn. Rồi, một em lạ lạ đây. Đây. 21. Cây này mua 1 tặng 1 nha. Mua 1 tặng 1.
mua. Chiều cao là 7.13. Bên đây là cũng vậy nha. Đó, em cho ra. Dáng lạ lạ. Rồi, đó ngay cổ dưới. 23 hoành. 3. Rồi, này nhớ lên uống trái tim. Rồi, trái đây. Trái tim không ngủ yên cái gì? Trái tim không ngủ yên. Đây, đó. Cây này hơi quái quái. Bộ đế cũng đều rang. Để đây, quý vị. À. Cây này mình nuôi, mình tạo dáng gì đó. Rồi, giao lưu nha anh. Rồi, cây này, cây 21 này em giao lưu 1.6 triệu. Rồi, 1.6 triệu. Cây độc lạ luôn. Độc lạ đẹp. Rồi, đều. Cây luôn. 22. 22. Chiều cao là 76. Rồi, 76. Cái hoành em nó là 27. Hoành cũng to quá ha, 27. Này hoành thăm mấy đâu lên. Hoành to không đây ha. Đây. Nguyên cái bệ nè. Bệ đế nè. Đó. Đó. Bệ này bự rồi. Cũng nở nè. Cây nào cũng cũ cũng nở hết. Rồi, cái mã 22 này em giao lưu với 1 triệu. Rồi, đúng cây luôn. 1 triệu cho cây 27 quành luôn. 623. Chiều cao 60. Quành 22. Rồi, 22 quành. Rồi. Xây luôn. Rồi, để luôn. Thì mấy kỹ mà thân cành này. Cái nào đế đều rang hết anh chị cô chú ơi. Cành nè. Cành cũng đều nè ha. Co lô này thì co ngắn không ha? Ngắn về ngắn, ngắn sai rồi. Qua đế. Rồi mã 23 này em giao lô 700. 700 ha, đây cũng đặt hết trơn ha. Rồi. Lô này về em chơi quan sát hết ý không gì. Đây. Cây mã 24, chiều rồi. Cao là 50. Cây này nghiêng mình về mình trồng sửa lại ha. Cái quần em nó là 23. Rồi, 23 quanh. Xây luôn. Xây luôn. Để luôn à quý vị. Rồi, cây này vừa bán vừa tặng nè. 500. 500 ngàn bao ship luôn rồi. Đó, vừa bán vừa tặng á. Lâu lâu một clip khuyến mãi à. Cây. Cây mã 25. Mã số cuối clip luôn. Chiều cao là 47. Rồi. Cò này ngắn dữ à. Cái hoành của em nó là 27. Rồi, xây luôn. Đây. Cổ ngắn ha. Giá yêu thương cô chú anh chị nhanh đây. Tay mau lẹ nha. Cổ ngắn, đít bự. Ưng ý cây nào alo giùm em. Để đều ha. Số điện thoại của em là 0973543264. Rồi, đọc lại số điện thoại anh. 0973543264 cũng là số Zalo của em tên Dương. Rồi, cái này giao lưu nhiều. Rồi, cái này em giao lưu 800. Đây, đế đều hoành 27 luôn. Vài lời gì không anh? Cô clip thì em cũng mong anh chị cô chú xem hết clip và ủng hộ giùm em. Mấy anh nào mà chị nào có mua cây bên em cũng biết mặt cây rồi đó. Rồi anh chị thấy ưng ý ủng hộ giùm em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.